Chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay hai anh dở cái đống trà chuột này nha. Hai anh đang lắp cái miếng lưới, cái đường dưới các bạn, để cho chuột nó đừng chui ra nha các bạn. Cái đống trà này cũng nhỏ các bạn. Các bạn hãy theo dõi coi hai anh dở cái đống trà chuột này có chuột nhiều hay không nha. Chuột lúc này quê mình cũng có giá lắm các bạn. Để mình lời gần hai anh đó luôn nha. Thì nước ở dưới ruộng có nước mưa các bạn, hai anh đang lắp cho chuột nó đừng có chui ra các bạn. Nó lứ là kỹ nha. Này mưa nhiều các bạn, do bão á, chắc nước cái trong ruộng có chuột nó lên gò. Lưới này lủng có sao anh không? Không sao đâu. Không sao hả? Tắt lại nó hết sao à? Lát anh chùi ngay cái lô lủng đó. Nó chuyện không có miếng nào hết. Mình quay ở đây là ở nước bạn nha các bạn, sát gần với Việt Nam. Cho lưới nó gì nó leo lên không được. Nó leo lên được, nó đây tơ đắp gì đó, bé vô vậy đó. Đưa cây ngã. Có lỗ gì tại? Ngã đắp rồi. Ở đây nè, cái lỗ này nè anh Hùng ơi. Lắp gì? Ừ. Nước xung quanh chỗ có chỗ này nó gò. Để ở đây lát nữa đắp lại, để dùng ở đây cái lát nó chụp lại. Chụp lại. Dùng ở đây nè, lát nó chụp lại. Do hả? Ờ, kiến không mua. Giờ ở đây lo dở bắt đi hết à. Tao đi rẵng tao làm cái xe cái tiếng tao. Vậy là còn hai anh túi hả? Mày với vợ tao kìa. Rồi dở đi anh Hùng, em quay luôn cho. Lấy cây dao rồi. Cây dao rồi ta. Đây. Quăng dở đâu? Quăng vào đâu? Dở chấp lên đó đi lát nữa chụp cho lại. Sau lưng anh kìa, lấy cái kia lại đi. Cái đống trà chuột này nó tới hai khớp đừng các bạn. Cho nên dở hai đợt, hai lần nha các bạn. Dỡ cái đống nhỏ này trước rồi lại đằng kia dỡ cái đống đằng kia nữa. Các bạn hãy theo dõi thành quả hôm nay như thế nào nha. Đây mình đạp này đừng có cho chuột nó đi ra nha mấy các bạn. Nè hai anh em mình dỡ với bà chị này nè. Chị đang đắp đặt cái đó. Còn ông anh kia đi sửa mấy cài mấy sớ gì các bạn, để kéo cây. Rồi chị mở nha, anh dỡ đây. Giờ anh Hùng tóc mấy nhánh cây ra nè các bạn ạ. Dùng cái đống này nhỏ nha các bạn, cái đống bên kia nó hơi lớn hơn tí. Cái đống trà này chắc cũng mười mấy ngày rồi các bạn, 15-16 ngày.
nhưng có cái hụn hôm mưa lớn á, chuột ngoài đồng nó vô đây. Hùng lấy mấy cái nhánh lớp trên cho dễ các bạn. Cái sợi cái đống nhỏ này không có chuột quá anh Hùng. Cái có đường mòn vô đó. Ồ, trong cũng láng lắm, im đó. Im ha. Em không nghe kêu, nghe cắn gì hết trơn đây nè. Nói chung là nó có đường mòn nè. Hùng với trà chuột cũng lẹo qua còn mấy nhánh nữa à. Rồi, gom liền ra ngoài này luôn. Đào. Không thì qua lần kia phải dở đó ha. Thì dễ dở các bạn. Mình xuống đây mình gọi coi có con chuột nào nó chạy không. Ê! Cái gì vậy? Trứng vịt. Trứng vịt quý vị ơi. Ê! Hai trứng. Mình chọn nguyên ổ trứng vịt luôn á. Để mình gọi trứng vịt các bạn. Trứng vịt này cũng hơi lâu rồi. Chưa thấy gì trơn các bạn. Ê, không phải, tưởng đâu chuột. Ô, vô hang hết rồi. Có hang hả? Rồi, vô hang thì là đào luôn rồi hả? Vì là chuột dồn hang rồi các bạn ơi. Ở ngoài không thấy rồi. Động vô hang hết rồi. Lấy cái cây cắm làm dấu cái hang anh Hùng ơi. Thổi sao trong đó thổi. Hang vô cái hang nó nằm trong cái mô nè. Gì đó hả? Trên cái gò đất luôn. Rồi chuột nó rút vô hang hết rồi các bạn ơi.
Rồi để lưới gì mình đào luôn đi. Con nó thả đi. Vô hang hết rồi. Đây, cái hang trong cái gò đó các bạn. Rất là nhiều hang. Nhiều lắm. Quá hang luôn rồi. Lấy len không ơi. Len nào bén. Được, được, được. Cái này chị bắt đi nha, em đào cho. Đào bắt bình thường mà. Đào đi. Giờ anh Hùng đào hàng cục. Kiếm hàng nào sâu sâu á. Chắc nó bự bự cạn cạn không có. Từ từ anh Hùng thấp ngồi xuống anh Hùng. Có đuôi kêu nha. Ừ. Hả? Dài lên trên kia luôn à. Đâu chừng một lạc hang á. Lạc rồi. Trùng hay gì à? Vô cây à. Ê, ê, chuột chạy. Chuột, chuột. Chấm, chấm, chấm. Dính rồi. Dính chuột rồi. Dính chuột, dính chuột, dính chuột. Dính chuột. Đó đó chạy con nữa các bạn ơi. Kìa kìa. Chị phải chụp rồi quả. Rồi rồi rồi. Chạy lên này rồi, chạy lên thuốc này rồi. Đó. Ừ dính. Chuột bự lắm rồi các bạn. Bà mày em à. Hai con chuột. Chụp ngay chân cái mình nó quay lại nó cắn. Chạy ra con kìa, chuột bự anh Hùng ơi. Đây 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 đây. Vô hang rồi, ém hang đi. Vô chưa? Kìa 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 kìa. Quá luôn rồi, chuột dồn rồi các bạn ơi. Đây 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 đây. Nó chạy quá lẹ luôn. Đó, một con chuột khủng luôn. Rồi, mình chị bắt được con nữa kìa các bạn. Dịch mình đâu rồi, mắc anh trứng rồi, chị quá lạc cái dịch rồi, còn trứng dịch đâu, còn trứng rồi, ê chuột chạy kìa 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 kìa, nó tung ra nó chạy kìa, anh Hùng lùng quá chạy không lỡ chuột, chui vô hang lỡ nữa rồi. Ê kìa 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 con nữa kìa. Chạy ra chạy ra. Mình quơ có rung lắc các bạn thông cảm nha. Chị chụp rồi dính dính. Quá hay luôn chị ơi. Rồi anh Hùng bắt đầu đào tiếp nha các bạn. Mày không có đem ém hàng đất. Kìa 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 con bự nữa kìa. Đó đó đó. Dính. Quá hay luôn chị ơi. Chuột con nào mấy ú nó trắng ơi, chạy con kìa anh Hùng ơi.
quá rồi chạy rồi kìa, chạy kìa. Anh Hùng với bà chị chụp chuột chín rồi, vô rộng luôn. Có còn hang nữa không anh Hùng? Còn ha, còn là còn chuột đó. Bên đây hình như còn hang nữa nè. Còn nhiều lắm chứ không nhiều đâu. Nó rút vô trống á. Hèn chi dở không thấy nó chạy. Tại không ém thằng ếch á. Vậy là còn các bạn ơi. Ê, nó lên đây nè, nó tung tung ở đây nè các bạn. Đó, tung tung ở trong này. Đó cái đuôi kìa. Có thấy đuôi chưa? Thấy đuôi rồi. Dính. Dính rồi các bạn. Dính một con nữa. Nè, đuôi chuột nè. Có vô một đống ở trong này. Chạy kìa. Anh không ơi. Lấy tay chụp đi. Dính rồi các bạn. Quên kìa đuôi kìa, mê quá các bạn ơi. Nắm đuôi. Có đuôi ra ngoài hang chưa? Trước kìa, hang đằng trước á, đằng này nè. Từ từ. Đống này cũng bộn rồi các bạn, quắt nãy giờ nhiều lắm rồi đó. Bên đây nè. Chỗ cái cây củi nè. Mắt tiểu hang bên đây hả? Chưa. Anh Hùng đang kiếm cái hang cắt. Đây nè, tung. Ê, dính. Quá hay luôn chị ơi, quá lẹ luôn. Cắt chuột bên kia nó chui qua đó quá. Ừ, ngay đó đó. Ngay cây đó đó. Đây còn hang không? Để bắt đầu lại. Bự cái đó ra rồi, hôm nay em thấy con chuột ngay chỗ cái cục cây hang đó, hang đó. Ừ, hang đó đó, hôm nay em thấy con chuột đó, chắc nó chui qua đó quá. Sâu xuống tí ra. Đó còn không? Kiến rồi, ngay cái ổ kiến luôn rồi các bạn ơi. Còn gì? Chắc cùng cái gì? Cùng rồi. Còn hang nào hết? Còn bên đây nè, nãy cái hang lạc bên đây nè. Là hang ổ. Đồng người lại nhiều lắm, phải một hai con thôi. Ừ, chui ra đây núp ở nhiều. Đào lạc hang. Bên đây nè anh Hùng ơi, lấy cái hang này đào vô đi anh Hùng ơi. Lấy hang này nè. Ừ, ngay cái cây á. Chắc nó bự ở tạm không quá. Ở tạm không à, bên kia coi cái gì nó bự quá đó. Mình quay cho các bạn cùng xem nha. Chuột đi các bạn. Nó hơi bị chá nắng. Quắt được chứ. Nó dồn vô trong này một cục ở trong này. Chuột nè. Đó, thành quả một đống trà nha, cái này cỡ 2kg nha các bạn. Trà nhỏ nha. Dở có mười mấy phút rồi các bạn. Xong một đống trà. Anh chị đang kiếm cái còn hang nữa hay không?
Rồi các bạn hãy theo dõi dở đóng chà tiếp theo nha các bạn. Lữ bầu nè, chưa có tắn nha các bạn. Anh Hùng thì đang chặt cây với cắm cho nó đứng lên để tắn đất. Ở đóng chà này mình nghe chuột kêu ở trống dữ lắm các bạn. Đây, đây mình quay một vòng đóng chà. Chà này lớn nha các bạn. Anh Hùng với ba chị đang căng lưới này. Anh Hùng đang chặt mấy cái nhánh này dọn lại đây các bạn. Chuột kêu nè. Có chuột kêu đó các bạn. Chuột kêu trong này nhiều lắm luôn. Chặt cây đang căng cái đường lưới lại đây cho dễ nha các bạn. Không có kẹt cái cây bình đằng to nè. Rồi để mình tiếp với anh Hùng với bà chị nha. Căng lưới tắn rồi đẩy dở chà cho nha các bạn. Lát dở chà mình quay tiếp nha. Rồi anh với chị dở tới đây nè các bạn. Nãy mình dở cũng hết một hớ rồi. Nó chắc ra phía sau đó. Có chuột chạy gì không anh Hùng? Rồi gà ha, hy vọng mà cái đống này trúng mánh anh Hùng ơi. Còn cục bơ lớn nữa các bạn. Hai con rồi đó. Kéo. Chục bự hả? Kéo từ từ thôi anh Hùng ơi. Kéo lên. Rồi đi ra một con luôn. Kéo. Rồi, đi luôn rồi. Rồi, kìa, đó một con kìa. Chuột nhiều lắm các bạn ơi. Chưa trơn rút là chuột chạy rồi nè. Nè, nó chạy lại đây nè. Chuột có leo lưới lên luôn các bạn. Lưới này cũng hơi thấp, 1 mét à. Đây là nó tung kìa, kìa. Chớp anh Hùng ơi. Đè lưới xuống. Để cho cái đầu đó. Rồi, nó không chụp dính rồi. Dính rồi. Bự rồi kìa. Rộng bỏ vô trong đi. Rồi, giờ tới cù rồi đó các bạn ơi. Nó chạy nãy giờ mấy con rồi. Quay không kịp với nó luôn, chạy lẹ quá. Quá lẹ luôn. Không thấy nè. Cắn gì anh Hùng? Nhỏ hả? Hồi nãy quên, lưới cắn vô trong nè. Không được. Kìa anh Hùng, hai con luôn anh Hùng. Đó. Ê, nó leo lên. Ê đây nè anh Hùng. Gọi chạy ra tuốt sau rồi kìa. Ê, chị ăn trước rồi nè. Vinh, chị quá hay luôn. Quá tài chơi. Một con nữa nè. Cái này không biết có hang không à. Cái này đặt bằng không có hang đâu. Nó còn nín ở trong á. Kìa, con đó nó muốn leo lưới nữa. Hai con luôn, chị chụp. Dính, một con lớn rồi, con chuột quá to luôn, ú rồi. Kìa. Ê, bên đây con anh Hùng ơi, bên giò em. Được kìa.
bà chị bà chụp kìa, đằng sau nó chạy tung tung lưới đằng kìa, đó đó nguyên một bầy luôn anh Hùng ơi. Chị bắt được con to nè kìa, trong cái gốc cây anh Hùng. Quá trời ơi, cái con kia đi ra rồi, chạy ra luôn rồi, ra ngay chỗ cái mi nói đó đó. Kìa kìa chuột bự, kìa anh Hùng nó lên tiếp, anh Hùng ơi, chuột bự ngay chỗ gốc cây á, gốc cây. Bắt không kịp, kìa nó chạy lên đây luôn, rồi chui vô rồi, rồi ra ngoài luôn rồi. Lội qua sông luôn rồi. Dính chưa anh Hùng? Dính rồi, chuột to luôn. Rồi thấy hai con rồi trời ơi. Còn trong này nữa nè. Mới chạy vô một con á. Cái dính. Chị quá lẹ luôn. Ôi, hai con bự rồi. Đống này bộm rồi các bạn. Đó, ếch cũ, ếch cũ chụp. Quá trời con ếch luôn rồi nè các bạn. Ếch chuột luôn. Nó to đùng luôn. Kẻ gán chuột bự chạy nữa rồi kìa. Vinh. Quá hay luôn chị ơi. Còn nín ở trong cái đống rác này nè các bạn, trong đống lá cây á. Rồi anh Hùng dướng em, anh Hùng ơi, dướng em. Rồi chị chụp được con chuột nữa kìa. Chị chụp chuột quá siêu sao luôn các bạn ơi. Phải nói là đỉnh của chớp luôn. Kìa 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 đằng sau, chuột nhỏ. Chạy tuốt đằng kia luôn à. Ngoài này con nữa. Vinh. Không, con chuột kia kìa. Kìa rồi anh Hùng bắt Vinh. Bỏ vô gọng mà còn chạy ra nữa. Kìa anh Hùng, không. Anh Hùng chụp chuột hơn dở hơn bà chị đó. Đó Vinh thấy chưa. Con nào mà chạy khỏi. Còn hết. Cái này kìa các bạn ơi. Bắt đầu. Nó thấy chạy rồi các bạn. Nó ra. Nó đá rồi, còn con nào nó gắn ra hả anh Hùng? Con mối hả? Giờ kiếm hang à. Hang có chuột ở hang không các bạn? Nó dồn hang rồi nhiều lắm. Trời, không biết nó có ra cái đống cây này con nào không à. Đống cây này còn nè. Này chưa kiếm hang. Chắc không còn đâu, để chống lỏng nước không à. Bên kia. Nước rồi mà. Rồi anh Hùng tóc cây ra luôn các bạn ơi. Tắt liền rồi con ra ngoài đó luôn. Đây quay thành quả này các bạn. Chuột ếch.
Rồi, thành quả hôm nay được nhiều nè các bạn. Chuột con cành cành không nè, chuột to không nha. Nãy chuột chạy lẹ quá mình quay không kịp, các bạn thông cảm nha. Có con ếch siêu bự đâu à. Gì không thấy hang nữa chứ trời.